Được kiện. Dì Phước rất lấy làm lạ, không biết tại sao mấy ngày hôm nay Valerie, cô học trò của dì, lại mang một nét mặt băn khoăn. Từ ngày vào lưu trú xá đến nay, Valerie vốn là một nữ sinh rất hồn nhiên vui vẻ, không bao giờ lộ một vẻ buồn rầu ấu trĩ nào. Cô lại có một đạo tâm rất tốt. Cô đã gia nhập hội Thánh Giuse trong lưu trú xá. Không ngày nào cô quên cầu xin thánh cả ơn được giữ nguyên tuyền tấm áo rửa tội và đức trong sạch. Dầu sao thì dì Phước cũng có nhiệm vụ phải gỡ mối ưu tư đó cho học sinh của dì. Chiều nay dì gọi Valerie đến và hỏi: "Dì thấy em mấy hôm nay không vui, Valerie có chuyện gì đau khổ, sao không cho dì biết?" Valerie nhỏ nhẹ thưa: "Thưa dì, em không có gì dám giấu gì cả, nhưng em có cái này, nó làm cho em phải nghĩ lung lắm." Vừa nói, Valerie vừa móc túi đưa cho dì Phước một lá thư. Dì mở ra đọc, và không hiểu có chỗ nào làm cho cô học trò của dì phải mất bằng an như vậy. Dì lúng túng không tìm ra căn cớ. Thấy dì Phước chưa hiểu tâm sự của mình, Valerie chỉ vào một đoạn trong thư. "Chỗ này dì ạ, dì đọc coi, nó làm em lo lắm." Dì Phước đọc lại đoạn đó, cười mà bảo: "Ô hay, dì tưởng Valerie phải vui chứ. Việc mừng chung thân đại sự của người chị quý yêu mà Valerie vẫn nói với dì đây còn gì." "Thưa dì, đấy chính là chỗ làm em băn khoăn. Đám cưới nào mà chẳng có những cái lố lăng làm dịp cho những đức thanh sạch phải chiến đấu. Em rất sợ đám cưới, nhất là đám cưới này của chị em. Thế mà ba má em lại nói hôm đó sẽ đến đón em về dự. Không về dự thì mất lòng ba má em, làm cho chị em phải buồn. Mà về thì tránh sao khỏi những nguy hiểm có thể làm nhọ dĩ đức trong sạch của em. Khó nghĩ quá gì à. Dì đã biết cái tục lệ lễ cưới ở thành phố Lyon này quá rồi mà." "Ờ, em nói đúng, nhưng mà cũng phải vui cùng kẻ vui chứ em. Miễn là em nghĩ mà không sợ nguy hiểm gì, chứ nếu vui mà thiệt hại cho linh hồn mình thì có được cả thế gian làm sản nghiệp cũng vô phúc quá gì à." Dì Phước đứng lặng, cảm phục tâm hồn đạo hạnh và đức tin của Valerie. Dì có nhiệm vụ phải về phe với linh hồn trong trắng và can đảm này. Dì trả bức thư cho Valerie và nói: "Phải rồi, phải rồi. Mà Valerie đã thư chuyện với thánh cả Giuse chưa?" Mắt cô nữ sinh bỗng long lanh sáng, vẻ mặt nở tươi một niềm vui tin tưởng, một cái phao cứu đuối vừa được dì Phước ném xuống. Cô sung sướng reo lên: "Ô, em cảm ơn dì, thế mà em quên mất. Xin dì tha lỗi và giúp thêm lời cầu xin cho em với nhé." Buổi tối hôm đó, lúc lưu trú xá lên hiệu ngủ, Valerie đến gõ cửa phòng dì Phước và thưa dì với một phần trán hân hoan hiện rõ trên gương mặt: "Thưa dì, em được kiện rồi." Dì Phước ngạc nhiên, không hiểu lối dùng ngôn từ của Valerie. "Kiện vụ gì em?" "Vụ chiều nay em thưa dì đó. Em đã thư chuyện với thánh cả Giuse và nài van rằng: cha quý yêu ơi, xin cha ngăn cản để con khỏi phải về gia đình trong dịp này. Và thánh cả đã nhận lời em rồi. Dì coi này, tay và mặt em đầy những vết đỏ hết, em bệnh rồi." Rờ trán Valerie thấy nóng bừng, dì Phước vội vàng đưa cô xuống phòng y tế. Dì y tá cặp ống và khám bệnh. Valerie phát khởi bệnh đậu mùa. Thế là cô nữ sinh đạo hạnh ấy phải liệt giường suốt trong thời gian cử hành lễ cưới của người chị của cô. Từ ngày đó, Valerie càng ngày càng mến yêu say mê đức trong sạch. Cô cầu xin thánh cả Giuse với niềm tin tưởng như chưa bao giờ có để thánh cả giúp cô tránh lánh khỏi mọi nguy hiểm và giữ được đức trong sạch cho đến chết. 2 năm sau, cô qua đời trong khi vẫn giữ được nguyên tuyền tấm áo trắng rửa tội của cô, không hề lây vướng một tỳ ố trần tục. Theo cha Legend C.S.